Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng ăn tiền, thủy điện xối nước dìm dần. Từ bao nhiêu năm nay cứ mưa nhiều ở khu vực nào thì gần như những thủy điện nơi ấy đều phải xả lũ, cứu đập. Trận lũ lịch sử ở miền Trung năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Câu hỏi việc xả lũ thủy điện có phải là nguyên nhân gây ra lũ lụt được bà con dư luận và các nơi đang hết sức quan tâm. Mặc dù về lý thuyết, ngoài nhiệm vụ phát điện, các hồ thủy điện còn nhiệm vụ cắt và chống lũ trong mùa mưa bão, điều tiết dòng chảy, xả nước chống hạn cho vùng hạ lưu và mùa khô. Đây là hình ảnh sơ đồ hệ thống điện quốc gia ở miền Trung, Tây Nguyên, cắt từ bản đồ của Viện Năng lượng Bộ Công Thương năm 2011. Tùy từng loại hồ chứa, việc vận hành các hồ thủy điện được phê duyệt phù hợp với các quy định của lưu vực sông và quy hoạch bậc thang thủy điện. Tuy nhiên, hồ nào cũng chỉ có dung tích nhất định. Nếu lượng nước về vượt quá sức chứa thiết kế của các hồ, buộc phải xả xuống hạ du. Nhưng bao giờ lượng nước xả cũng ít hơn lượng nước về vì một phần nước được tích lại trong hồ. Vì vậy, thủy điện góp phần giảm lũ chứ không thể gây lũ. Báo Công Thương, cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương đã đưa ra trong bài viết gánh nặng của thủy điện đã khẳng định nếu không có hồ thủy điện, lũ lụt ở miền Trung thời gian qua có thể còn nặng nề hơn. Tuy nhiên, cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương khi đó cũng thừa nhận một thực trạng là xét cho cùng thì thủy điện cũng không phải là vô can trong lũ lụt miền Trung. Việc phá rừng làm thủy điện mà không trồng lại rừng kịp thời chính là cơ hội để tạo dòng chảy lớn, gây nên những cơn lũ khủng khiếp theo chiều hướng. Lượng nước đầu nguồn về lớn và nhanh, đỉnh lũ cao hơn, thời gian ngắn hơn, trong khi địa hình các sông, khu vực miền Trung có độ dốc rất lớn, lòng sông hẹp nên cường độ lũ mạnh hơn. Có thể nói, sự liên quan giữa thủy điện xả lũ và lũ lụt miền Trung đã được ghi nhận trong suốt nhiều năm qua mà chính quyền của Đảng Cộng sản không những không khắc phục được tình trạng này mà còn khiến vấn đề thêm trầm trọng hơn khi đã phê duyệt một loạt các công trình thủy điện trên dải đất miền Trung này. Và ẩn sau những phê duyệt này chắc chắn có những điều bất khuất về tài chính cũng như tham nhũng của quan chức chính phủ và Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh các lưu vực sông chính của các tỉnh duyên hải miền Trung. Nhà báo Mai Bá Kiếm trong bài viết hôm 19 tháng 10 trên trang Facebook cá nhân cho biết tỉnh Thừa Thiên Huế có 3 sông chính là gánh đến 13 thủy điện. Theo nhà báo, sông ngòi ở Thừa Thiên Huế thường ngắn lại lớn về phía hạ lưu. Vậy mà Bộ Công Thương đã phê duyệt 10 dự án lớn và vừa rồi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tận dụng thẩm quyền của mình đã phê duyệt đến 11 dự án thủy điện nhỏ. Tổng cộng đã có tới 21 dự án thủy điện được quy hoạch trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 450 MW. Vào năm 2018, sau khi các quả bom nước ở thủy điện Bậc Thang ở miền Trung có nguy cơ nhấn chìm các công trình hạ lưu, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh rà soát lại quy hoạch thủy điện có công suất bằng hoặc nhỏ hơn 30 MW và loại bỏ khỏi danh sách 463 dự án thủy điện chưa có nhà đầu tư quan tâm hoặc không đáp ứng được các tiêu chí về kinh tế, xã hội, môi trường. Trong số 463 dự án thủy điện nhỏ bị loại khỏi quy hoạch có nhiều dự án ế chưa có nhà đầu tư quan tâm chứ không loại để bảo vệ môi trường rừng núi ở đây. Bình quân, dự án thủy điện có công suất 1 MW là phải phá đi 1 hecta rừng để làm hồ. Loại bỏ 463 dự án 30 MW là sẽ không đốn 13.890 hecta rừng nguyên sinh đặc dụng hoặc phòng hộ. Mỗi hecta rừng nguyên sinh không những bảo vệ đất không bị xói mòn và làm chậm dòng chảy về hạ lưu mà còn hấp thụ 640 tấn khí carbon. Mỗi hecta rừng nguyên sinh có trữ lượng cây đứng là 300 mét khối. 13.890 hecta rừng nguyên sinh nếu bị đốn sẽ thu được 5.167.000 mét khối gỗ. Nếu 1 mét khối gỗ đỏ nhóm 1 là 50 triệu đồng và 1 mét khối gỗ tạp là 8 triệu đồng, lấy bình quân 20 triệu đồng trên 1 mét khối gỗ thì bán 5.167.000 mét khối gỗ thu được 103.340 tỷ đồng. Vì vậy, Bộ Công Thương và các tỉnh miền Trung rất mặn mà với quy hoạch phá rừng làm thủy điện. Còn blogger Việt Tú trong bài viết Làm thủy điện ở Việt Nam tay không bắt giặc cũng có bài nhận định với nhà báo Mai Bá Kiếm như sau. Đây là hình ảnh chụp vệ tinh khu vực Alin Rào Trăng có 4 cái thủy điện, tổng cộng công suất là 89 MW, túm tụm trên một đoạn sông suối chưa được 30 km.
Ông cho biết nói tới thủy điện Việt Nam nghĩa là đang nói đến hệ thống liên kết ma và đang chạm tới một núi tiền và những người làm thủy điện có thể tay không bắt giặc trong túi tiền này. Hay nói cách khác đi, bạn có thể xây thủy điện mà không có đồng nào trong tay nhưng có mối quan hệ đủ mạnh để tạo ra một tài khoản ảo, một pháp nhân, sau đó chạy cho được dự án thủy điện, thuyết phục các cơ quan cấp tỉnh duyệt dự án đó, xem như bạn bắt đầu giàu. Hiện tại có rất nhiều công trình thủy điện được xây dựng trên một thứ quy trình ma và nguy cơ thả bom nước khi mùa mưa tới là rất cao và kèm với đó là cái chết của rất nhiều người dân ở vùng hạ lưu. Nhiều thủy điện nhỏ tại những vị trí hết sức khó khăn trong việc đi lại và địa chất cũng có vấn đề vẫn nghiễm nhiên mọc lên, bởi những chỗ đó mọc lên là một núi tiền, rừng nguyên sinh, gỗ quý, các loại đặc sản rừng rất phong phú và đó là bước đệm cho thủy điện. Việc trình dự án thủy điện yêu cầu đầu tiên nhà đầu tư chứng minh về mặt kỹ thuật, địa chất, dòng chảy, tính thuyết phục và vốn điều lệ, vốn lưu động, tư cách pháp nhân của họ. Nói một cách khác thì các vị lãnh đạo cấp tỉnh rối mù, họ cấm vào dự án thủy điện với đầy rẫy các thông số kỹ thuật, thông số kinh tế, làm cho vui, sau đó chuyển qua bộ phận kỹ thuật để xem xét. Đương nhiên, những ai đang nghĩ đến chuyện mang dự án đến trình lãnh đạo tỉnh thì đã mua đứt bộ phận kỹ thuật này và bộ phận kỹ thuật chỉ chờ lãnh đạo chuyển dự án sang để ngâm vài tuần cho có lệ, sau đó ký duyệt, trả về cho lãnh đạo tỉnh. Và khi dự án được thông qua, việc đầu tiên của các nhà đầu tư sẽ là khoanh vùng diện tích lòng hồ và xin khai thác vùng lòng hồ. Và việc khai thác rừng vùng lòng hồ này sẽ kéo dài chừng 3 năm. Nói là khai thác rừng lòng hồ theo diện tích đã được ấn định, nhưng kỳ thực diện tích rừng nguyên sinh bị khai thác là vô tội vạ và chẳng ai có thể quan sát được chuyện này. Kiểm lâm bị qua mặt hoặc bị mua chuộc. Như vậy, việc làm thủy điện là việc không tốn đồng nào, chỉ tốn cái thủ tục ban đầu, sau đó khai thác gỗ rừng để bán. Và lượng tiền thu về từ gỗ rừng trên danh nghĩa rừng lòng hồ có thể dùng để xây thủy điện mà không cần bỏ thêm đồng nào vào nữa. Thậm chí có trường hợp còn dư được một khoản khá lớn. Tệ hại hơn nữa, tác giả còn dẫn chứng nhiều trường hợp ở Bình Phước và các tỉnh Đông Nam Bộ trình dự án xây dựng thủy điện, sau đó khai thác rừng lòng hồ bán lấy tiền, đầu tư cho việc khác và cho dự án thủy điện đắp chiếu suốt mười mấy năm qua. Đây là hình ảnh công trình thủy điện Rào Trăng 3 với công suất 13 MW nằm sâu trong khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, được khởi công từ quý 2 năm 2016, dự kiến hoàn thành quý 4 năm 2018, nhưng đến quý 4 năm 2020 vẫn chưa xong. Phá kỷ lục về thời gian thi công nếu so với thủy điện Đa Nhiêm có công suất lớn tới 13 lần, tức là 160 MW, được xây dựng trong thời gian chiến tranh mà chỉ mất 3 năm rưỡi. Từ đó, tác giả đưa ra nhận định hầu hết việc đầu tư xây dựng thủy điện tại Việt Nam có khi không nhằm thu lợi nhuận từ mục đích thủy điện mà chỉ cần được dự án thông qua để lấy gỗ. Chính nguồn gỗ rừng phong phú, quý giá là miếng mồi béo bở của hầu hết các dự án thủy điện ở đây. Sau đó, người ta xây dựng thủy điện để tiếp tục thu lợi từ nguồn này. Nhưng trả giá cho các thủy điện là rừng bị cưa sạch, lớp đệm giữ nước của rừng bị bóc, thay vào đó là những cánh rừng mới trồng xanh tươi tốt nếu chụp hình từ vệ tinh. Nhưng kỳ thực, lớp mặt đất núi đã bị tổn thương, liên kết núi bị bẻ gãy và chỉ cần một trận mưa lớn, núi trở thành cái túi đất ngập nước. Đến khi ngập không nổi nữa thì vỡ ra, gây sạt lở, chuồi đất, lũ quét, lũ ống. Hậu quả của việc cạo nhẵn lớp rừng nguyên sinh, cải tạo đất núi bằng máy xúc, máy ủi, bằng đốt rừng để trồng cây mới là không thể tưởng tượng được. Một công trình thủy điện mặt ra, nó sẽ phá tan tành ít nhất vài chục cây số vuông kết cấu rừng và núi. Nó mang đến một số tiền cực lớn, có thể lớn hơn cả tiền đầu tư xây dựng thủy điện, từ việc bán gỗ rừng và tiếp sau đó là mang lại lợi nhuận từ nguồn điện bán đi và để lại mối đe dọa khôn lường cho đồng bằng vùng Trung Du, Hạ Du. Sở dĩ có thứ quy trình thủy điện quái quỷ này là do lợi ích nhóm, do quyền lực đỏ chi phối toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa tại Việt Nam. Và phía sau là không ít các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tay nhận hối lộ để mọc lên những dự án như vậy và rừng của nhân dân đã bị chặt phá và tham nhũng. Facebook Nguyễn Anh Tuấn cũng nhận định tiếp như sau. Thủy điện định hướng sau chủ nghĩa là thứ xuất hiện để quan chức Cộng sản phá rừng công khai trên diện rộng, rồi tích nước đầy chỉ xả khi lũ đã về để tối đa lợi nhuận bán điện. Nghe tin người chết vì lũ lụt mãi cũng thành quen. Đây là hình ảnh đoàn xe khai thác gỗ hợp pháp từ rừng nguyên sinh. Và theo số liệu thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp chỉ ra rằng,
Trong 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2017, chỉ có 11% rừng bị phá là trái pháp luật, còn 89% rừng bị phá là được pháp luật cho phép thông qua các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Nhưng ai cũng biết là chuyển đổi mục đích sử dụng rừng chỉ là xảo ngữ và chính quyền cộng sản nhằm che đậy bản chất là khai thác gỗ. Nhà quan sát Đỗ Ngà cũng nhận định, có những dự án thủy điện lập ra vừa để phá rừng vừa để khai thác điện, nhưng cũng có những dự án lập ra chỉ để khai thác gỗ rồi sau đó đắp chiếu. Hoặc bất nhân hơn, có nhiều chủ đầu tư lập ra dự án để khai thác gỗ hợp pháp rồi sau đó xây dựng đập thủy điện kém chất lượng để cho có, rồi đợi đến mùa mưa thì xả lũ cứu đập. Ngày 27 tháng 11 năm 2012, lúc đó báo Việt Nam Express đã cho biết đập thủy điện Đắc Mê 3, xã Đắc Trông, Kon Tum cao 20m, dài 60m đã bị một chiếc xe tải tông sập. Đấy là điển hình cho một loại công trình thủy điện xây qua loa và nó trở thành quả bom nước đe dọa đời sống dân sinh. Đấy chỉ là cái đập thủy điện xui xẻo bị xe tải tông húc. Vậy mà trên cả đất nước này hiện có trên 385 đập thủy điện và bao nhiêu trong đó là những quả bom nước đe dọa đời sống nhân dân hiện nay. Ngay trong đợt lũ lụt xảy ra tại miền Trung vừa qua, đó là đêm ngày 18 tháng 10, rất nhiều hồ chứa đã xả lũ. Chính trong đêm ấy đã tiếng ai oán kêu khắp nơi tràn ngập mạng xã hội và các làng xóm tại miền Trung. Facebook Nguyễn Quang cũng viết như sau: xả lũ lúc đêm, mặc dân cầu cứu trong tuyệt vọng. Bây giờ nói tôi nghe, dân cần tượng đài ngàn tỷ, công viên trăm tỷ hay là cano trực thăng. Nghĩ tới cảnh cả gia đình ôm nhau khóc, trơ trọi cô đơn lạnh lẽo ngồi trên mái nhà mà cảm thấy quặn lòng. Đất nước tôi của năm 2020 đây hay sao? Còn Facebook Bùi Văn Thuận cho biết, đang đêm ở tỉnh Quảng Trị xả lũ đập Bảo Đài với dung tích trên 25,5 triệu mét khối. Tại huyện Vĩnh Linh, dân kêu cứu khắp nơi trên mạng xã hội, lạnh cóng và tê cứng vì cơ thể, vì những lời cầu cứu giữa đêm thế đấy, bất lực và ám ảnh. Facebook Võ Văn Dũng thì chia sẻ, chỉ riêng ở thủy điện Quảng Trị đã xả lũ với lưu lượng 1.110 mét khối trên giây. Xả lũ như bom nước như thế này thì làm sao người dân ở hạ lưu chạy cho kịp. Thay cho lời kết, xin giới thiệu bài thơ của ông Đặng Phước có tựa đề Đừng hỏi tại sao trời nổi giận, để phản ánh trận lũ lụt lịch sử gây nên biết bao đau thương cho người dân của miền Trung những ngày hôm qua và sắp tới đây. Gỗ tốt vào nhà quan, xe nối đuôi từng đoàn, thủy điện thi nhau mọc, lũ tràn dần chết oan. Xưa rừng rậm nguyên sinh, rừng xanh trọn nghĩa tình, xanh trùng trùng điệp điệp, rừng giữ đất bình yên. Trước lũ lụt miền Trung, vài năm tái một lần, không lũ ống lũ quét, phù sa như bón phân. Giờ con người độc ác, tàn phá cả giang sơn, đâm hà bá thủy điện, tham sân si tà tâm. Mẹ thiên nhiên nổi giận, xin đừng hỏi tại sao, vì quan chức thiển cận, nước mắt dân tôn trào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020, với bản tin Đảng ăn tiền, thủy điện xối nước dìm dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de